Sáng ngày 13 tháng 4, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Mỹ Hương tổ chức lễ đón nhận danh hiệu cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021. Trong năm 2020, Công an phường Mỹ Hương đã phối hợp với Mặt trận phường và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác và đấu tranh tố giác tội phạm trong quần chúng nhân dân theo hướng tự phòng, tự hòa giải. Các mô hình trường học an toàn về an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy, mô hình chung tay giúp người tái hòa nhập cộng đồng, mô hình camera an ninh được thực hiện có hiệu quả, xây dựng và duy trì thực hiện các nội quy, quy tắc nếp sống cộng đồng văn minh tiến bộ. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn có những chuyển biến tích cực, phạm pháp hình sự được kiềm chế. Trong năm qua, Công an phường Mỹ Hương cũng đã bám sát địa bàn, quản lý chặt đối tượng hình sự nổi kết hợp với cảm hóa, giáo dục, kiểm tra nhân hộ khẩu đột xuất 117 hộ, kịp thời phát hiện và xử phạt hành chính 4 trường hợp vi phạm, phát động 3 đợt cao điểm trấn áp, truy nã tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Nhân dân địa phương đã cung cấp 100 nguồn tin giúp lực lượng chức năng khám phá 4 vụ án, 16 vụ việc bắt 4 đối tượng sử dụng chất ma túy, 8 vụ trên 21 đối tượng đánh bạc và ngăn chặn hàng chục thanh thiếu niên tụ tập gây rối, tổ chức tuyên truyền và cho các học sinh các trường học trên địa bàn ký cam kết không đốt pháo nổ, không sử dụng vũ khí thô sơ, giúp các em nhận thức đúng đắn, góp phần phòng chống có hiệu quả bạo lực xảy ra trong trường học. Phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2021, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Mỹ Hương sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, quản lý chặt chẽ các đối tượng hình sự, thanh thiếu niên có biểu hiện càn quấy, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ bảo vệ dân phố, tổ nhân dân tự quản, tổ hòa giải ở cơ sở, tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và giải quyết dứt điểm các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự, bảo đảm tuyệt đối an toàn các ngày lễ Tết và các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn. Quyết tâm giữ vững danh hiệu đơn vị thi đua xuất sắc đã đạt được trong năm 2020. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020 cho nhân dân và cán bộ phường Mỹ Hương và trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho ông Nguyễn Ngọc Bình, Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố 1, phường Mỹ Hương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm năm 2020.